Cha Phúc nói mùa nước nổi dở dớn khá nó vô thấy ham lắm, còn mùa này thì hên xui à. Mỗi lần đi dở dớn với cha là được nghe một câu chuyện khác nhau, nên Phúc với Xô nó thích đi lắm. Cha kể hồi đó tầm 5 giờ sáng thì người ta họp chợ, tới 10 giờ hơn thì tan chợ. Người người thì tấp nập mua bán cười nói rôm rã hết trơn, mà tuyệt đối không có vụ cạnh tranh giành bạn hàng hay là kỳ kèo trả giá gì hết á. Các đặc sản rặt đồng của miền Tây như là cá linh, cua đồng, rắn bung súng, rồi cá sặc, cá rô, rồi bông điên điển nè. Cha tôi mới đưa cho tôi một xô gác nha mấy bạn. Một xô gác. Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ gì mưa chưa? Sợ chưa? Cha Phúc làm nghề bà cậu cũng mấy chục năm rồi, cha mới lên bờ trồng bữa đây thôi, nên cũng được coi là người dày dặn kinh nghiệm ở xóm này đó nha. Được mấy con này nè. Trời ơi, ừ, tao đi về quay tao á, rồi chẻ qua ông nội đi. Ê, con cá gì dữ liếm vậy? Phúc tính là chọc cha cho vui, mà ai ngờ nay dở dớn không có cá thiệt, nên thôi hai cha con dọn gác rồi đi về. Không có đường này thì mình bên đường khác. Giờ Xô nó theo cha đi mua hàng về câu tôm đây. Có ai hóng kết quả vui câu không nè?